Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh nhiều ban cho chúng con, để chúng con có thể được kể là bạn hữu của Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa vì Ngài không kể chúng con là đầy tớ nữa, nhưng Ngài có một vị trí hết sức phước hạnh dành cho mỗi chúng con là những người hết lòng theo Chúa. Rồi Chúa Ngài ban cho chúng con địa vị làm bạn hữu của Ngài, để Ngài bày tỏ chúng con những công việc của Chúa. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn để chúng con có đức tin, có sự vững vàng khi chúng con trải qua những sự khó khăn, thử thách. Chúng con có thể kiên nhẫn chịu đựng, và cho Chúa có thể làm xong công việc của Ngài, để chúng con mỗi ngày được trở nên những khí cụ quý báu, sắc bén, tinh rồng ở trong tay của Chúa. Và chúng con có thể được Chúa Ngài sai phái và sử dụng chúng con cho những việc lớn hơn cho Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Và ơn Chúa xin nhận nơi chúng con những lời ngợi khen và đức tin chúng con công bố qua những bài hát này. Và chúng con phó dâng thì giờ buổi tối hôm nay trong ơn của Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu, chúng ta tạ ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Tính lại, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có một cái kế hoạch rất là tuyệt vời để sử dụng chúng ta. Cảm ơn Chúa vì trong cuộc đời đi theo Chúa, khi Chúa Ngài chuẩn bị ban cho chúng ta quyền năng và sự sức dầu của Chúa một cách lớn lao cho công việc mà Chúa muốn sử dụng chúng ta, thì có một tiến trình không thể thiếu được, đó là cái tiến trình của sự rèn luyện để chúng ta trở nên tinh rồng ở trước mặt Chúa. Như Luca chương 3 câu 16-17, Giăng Baptist giới thiệu về báp têm ở trong Đức Thánh Linh. Cặp theo có báp têm bằng lửa để chúng ta có thể thấy được rằng Chúa Ngài muốn ban cho chúng ta quyền năng, nhưng Ngài cũng muốn cất khỏi chúng ta, đốt cháy đi hết tất cả những cái ngoại chất, những cái còn là của xác thịt ở trong chúng ta, hầu cho khi Chúa đổ quyền năng lớn lao của Ngài, chúng ta có thể đứng vững và được Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cách dài lâu. Cảm ơn Chúa. Nếu có người đặt câu hỏi điều gì là chứng cớ đầu tiên chứng tỏ chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được kêu gọi vào ở trong chức vụ, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nói là thử thách và những nan đề. Tại sao? Trước khi Chúa Ngài sử dụng chúng ta thì có những cái thử thách đến để chúng ta có thể được qua cái tiến trình gạn lọc của Chúa. Như chúng ta biết, khi một người thợ gốm chuẩn bị cho một cái bình tốt đẹp mà mình sẽ nắng lên ở trong cái kế hoạch của mình, thì người ta bắt đầu với việc đi tìm đất sét. Và người ta nghiên cứu và biết rằng cái loại đất sét này là khi đã được gặn lọc một cách tốt đẹp và trở nên một sản phẩm thì nó sẽ làm một cái bình rất là quý. Chúng ta thấy cái tiến trình bắt đầu là người ta đi và lấy cái mớ đất sét này về. Và người ta đập cho nó vỡ ra. Và khi người ta sàng nó cho nó sạch, lấy đi tất cả những cái sạn sỏi hay là những cái loại đá mà nó còn bị trộn lẫn ở trong đó, và chuẩn bị để cho đất này được chỉ là đất sét tốt mà thôi. Sau đó có cái tiến trình của việc người ta đổ nước vào, và bắt đầu có cái sự nhào nặng để cho đất sét này nó được mịn và tốt, trước khi có thể để lên ở trên bàn và sẽ quay nó ở trong cái dụng cụ của người thợ gốm. Người ta bắt đầu nắng lên. Và chúng ta thấy rằng sau khi nắng cái bình xong, lại phải trải qua một cái sự trui luyện của lửa, để từ đất sét, mặc dù đất sét là tinh rồng, nhưng mà phải qua cái thử lửa nữa. Để rồi cuối cùng thì chúng ta thấy một cái bình có thể đạt đến một cái mức độ hoàn hảo nhất của nó. Thì cũng vậy, trong đời sống đi theo Chúa của chúng ta cũng thấy tiến trình này. Chúa Ngài gặn lọc, Chúa lấy những cái gì còn động lại của xác thịt, và Ngài dọn dẹp một cách sạch sẽ. Để khi Chúa Ngài đổ báp têm của Đức Thánh Linh ở trên chúng ta, thì hình ảnh mà chúng ta thấy tại đây, Chúa Ngài cũng đổ lửa của Ngài xuống. Và khi lửa của Ngài xuống thì có hai lợi ích. Một là làm cho chúng ta cứ tiếp tục nóng cháy trọn vẹn. Và thứ hai là những cái, như hình ảnh nó tại đây là những cái trấu, những cái rơm mà nó còn lẫn lộn ở trong lúa này đó, thì sẽ được lửa của Chúa thiêu đốt. Hầu cho bởi ơn của Ngài thì chúng ta thấy rằng lúa chắc thì được đem vào trong kho của Chúa. Còn những thứ mà nó là những cái rơm rác thì sẽ được đốt cháy để chúng ta có thể thấy có một sự phân biệt rõ ràng và tinh rồng ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì
những khó khăn và những thử thách. Tôi tin rằng đây là điều mà chúng ta không ai muốn trải qua. Nhưng mà chúng ta khi hiểu được cái mục đích của nó thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là điều mà trước khi Đức Chúa Trời có thể sử dụng và đại dùng chúng ta. Ngài vì yêu thương và muốn sử dụng chúng ta cho việc lớn của Chúa thì có cái sự thử lửa xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chắc chắn rằng chúng ta khi chuẩn bị để được Chúa Ngài sử dụng thì chúng ta thấy những cái gương sáng mà chúng ta thấy được ở trong lời của Chúa, những thánh đồ, những con người được Chúa Ngài sử dụng, từ tiên tri cho đến những con người mà Chúa sử dụng một cách đặc biệt ở trong Kinh Thánh, thì mô tả cho chúng ta thấy họ trải qua một cái tiến trình của sự thử thách, thử nghiệm này. Như trong Ephesos chương 6, câu 13-14 thì chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô, ông đã nói đến ở trong cái trận chiến thuộc linh đó, thì chúng ta thấy hầu cho anh em có thể cự địch lại và đứng vững. Cái mục tiêu đó là Chúa Ngài muốn cho chúng ta được đứng vững, cho nên có những trận chiến xảy ra. Đứng vững trong khi mà mọi người khác sa ngã là điều sẽ chứng minh cho chúng ta biết rằng Chúa Ngài có thể sử dụng chúng ta được rồi đó. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái chiến trận xảy ra, có những thách thức xảy ra trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta đọc câu chuyện của những anh hùng trong đức tin ở trong Hebrews chương 11 thì chúng ta thấy những câu đầu mô tả những công việc mà Chúa Ngài sử dụng bởi đức tin, họ làm như thế này, họ làm như thế kia. Nhưng mà phần cuối của Hebrews chương 11 ghi lại cho chúng ta những cái thách thức, những cái thử luyện của Chúa mà chúng ta cũng cần học và biết. Hebrews chương 11 câu 35 đến 38 cho chúng ta thấy có kẻ bị khổ hình dữ tận mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có những kẻ khác bị nhạo cười, roi vọt, là cũng có chịu xiềng xích và lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc rài đây mai đó, mặc những da chiên, da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc ở trong đồng vắng, ở trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Chúng ta thấy tất cả những người được cái sự ngợi khen cao trọng nhất là những con người đã trải qua những cái thử luyện này để họ có thể trở nên những cái nhân vật được đưa vào ở trong danh sách của những anh hùng đức tin. Thì chúng ta biết rằng bởi đức tin họ đã thắng được những sự tấn công và họ cũng bởi đức tin đã vượt qua được những sự thử thách, những khó khăn ở trong đời sống. Thì chúng ta thấy rằng đến độ thế gian không xứng đáng cho những người mà chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói tại đây. Họ phải được biệt riêng, họ phải được Chúa Ngài tinh luyện họ. Ở đây là một cái tiến trình mà chúng ta thấy rằng thử lửa, khó khăn. Nhưng trước khi chúng ta được Chúa Ngài sử dụng thì điều này không thể thiếu. Trước khi chúng ta có thể trở nên một cái bình, trở nên một cái đồ gốm ở trong tay của thợ gốm đại tài mà Ngài nắng lên chúng ta, thì cái tiến trình của sự gặn lọc để chúng ta là một cái loại đất sét tốt nhất không thể nào thiếu được. Và sau đó thì cũng trải qua cái việc chúng ta được đưa vào trong lò và nung với lại một cái nhiệt độ cao để chúng ta có thể trở nên cứng rắn hơn, thì chúng ta thấy rằng là điều không thể thiếu. Cho nên điều đầu tiên mà chúng ta cần đặt ra ở tại đây khi chúng ta đối diện với những thách thức, những sự khó khăn ở trong đời sống của chúng ta, mặc dù chúng ta đáp lại với sự kêu gọi của Chúa, mặc dù chúng ta ước ao và chúng ta cầu xin Chúa Ngài ban cho chúng ta quyền năng, Ngài ban chúng ta sự sức giàu, Ngài ban cho chúng ta kinh nghiệm báp têm trong Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy rằng sau khi chúng ta kinh nghiệm được, như chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em nhiều lần, đó là chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi chúng ta được Chúa Ngài sử dụng thì chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng mức độ của chiến trận thuộc linh sẽ lớn hơn. Bởi vì chúng ta thấy lính đánh bộ thì là sẽ được huấn luyện ở trong một mức độ nào đó, nhưng mà sĩ quan, như là những người sẽ trở nên những tướng lãnh sau này, thì cái mức độ và sự trang bị của họ nó có một cái tiêu chuẩn khác hơn vô cùng. Xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta cũng có thể thấy điều đó. Câu hỏi đầu tiên đặt ra tại đây là ai thử nghiệm chúng ta? Ai đem những thử thách đến cuộc sống của cơ đốc nhân? Đức Chúa Trời hay ma quỷ? Thường thì chúng ta đổ lỗi cho ma quỷ tất cả, là kẻ đem đến những đau đớn mà chúng ta phải chịu. Đúng, đôi khi ma quỷ có dính líu trong những sự thử thách của chúng ta. Nhưng David thì ông lại có một cái nhìn khác hơn. Ông xem những sự thử thách mà những người lãnh đạo phải chịu đựng là sự chuẩn bị của Đức Chúa Trời cho chức vụ của họ. Như Thi Thiên 11 câu số 5 chép, Đức Sê-va thử người công bình. Có một cái sự thử luyện ở tại đây. Chúng ta có thể cảm tạ Đức Chúa Trời hầu như tất cả những cái sự thử thách và nan đề đến với chúng ta. Chúng ta không nhìn rõ nó thì chúng ta có thể ngã lòng. Nhưng khi chúng ta hiểu được rằng Chúa Ngài thử thách, Ngài tôi luyện chúng ta để chuẩn bị sử dụng chúng ta cho những việc lớn hơn, cao trọng hơn, thì chúng ta hiểu được mục đích của nó.
Như khi nhỏ chúng ta đi học, chúng ta không có phải là những người trông đợi cái ngày mà mình sẽ quyên trải qua những cái kỳ thi. Nhưng mà để chúng ta có thể được định và giám định là chúng ta có xứng đáng để được lên lớp, để tốt nghiệp, thì phải có những kỳ thi. Đây là một điều mà chúng ta thấy rằng trong cuộc sống thực thể chúng ta, trong việc chúng ta học và học vấn của chúng ta, thì chúng ta thấy rằng không thể thiếu được cái sự thử nghiệm. Cũng vậy, chúng ta thấy trong bước đường để chúng ta có thể trở nên những người lãnh đạo cho hội thánh của Chúa, để chúng ta có thể trở nên những người mà Chúa Ngài sử dụng với quyền năng lớn, thì chúng ta thấy rằng sự thử nghiệm này Chúa cũng cho phép xảy ra để tôi luyện của chúng ta và đã định giá chúng ta, xem chúng ta đã nắm được vấn đề đến mức độ nào. Đức Giê-hô-va thử người công bình, Thi Thiên 11 câu số 5. Đức Chúa Trời Ngài cho phép những cái sự khó khăn xảy ra. Chúng ta để ý đến gương của Giốp, ông gặp khổ nạn. Chúng ta rút được những cái bài học quan trọng qua sự khổ nạn của Giốp. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài cho phép Sa-tan thử luyện Giốp. Như trong Giốp chương 1 từ câu 1 cho đến câu số 22, chúng ta đọc câu chuyện này chúng ta thấy. Nhưng hãy lưu ý là Giốp không hề xem đó là công việc của ma quỷ. Mặc dù Chúa Ngài cho phép xảy ra và tay của Sa-tan cũng đã nhúng vào để lấy đi những gì của Giốp. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông nhận biết là Chúa cho phép xảy ra. Cho nên ông cũng hiểu được cái sự thử nghiệm này. Ở trong Giốp chương 10 của 21 thì ông nói tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. Và ở trong chương 13 câu số 15, dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Ông hiểu được phía sau những công việc mà xảy ra trong đời sống của chúng ta thì có sự cho phép của Đức Chúa Trời để truy luyện chúng ta, để thử nghiệm chúng ta. Đây là một điều khó hiểu, nhưng khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta có thể coi sự thử thách trăm bề thoát đến chúng ta như là một cái niềm vui trọn vẹn. Mặc dù Sa-tan tấn công Giốp, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng mà ông thấy rằng Chúa Ngài cho phép nó xảy ra. Thật là được khích lệ khi biết rằng Đức Chúa Trời đứng về phía của chúng ta, và khi chúng ta đặt mình ở trong tay của Ngài thì dù hoàn cảnh như thế nào, Ngài luôn ở với chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 13 chép: nhưng trong sự cám dỗ hay là thử thách đó, thì tại vì nó cùng một chữ là sự cám dỗ và chữ thử thách, nó chỉ khác là cái nguồn nó đến từ đâu. Thử thách thì Sa-tan thử thách chúng ta để kéo chúng ta đi vào trong chỗ phạm tội. Sự cám dỗ là điều mà Sa-tan kéo chúng ta. Thử thách là điều Chúa Ngài cho phép xảy ra để kéo chúng ta đến gần Ngài hơn và truy luyện chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói rằng Ngài cũng mở đèn cho chúng ta ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Ngài cho phép xảy ra và Ngài biết mức độ mà chúng ta có thể chịu được. Trong tất cả những cái sự thử thách, Chúa luôn mở đường cho chúng ta. Có những cánh cửa mà Chúa Ngài sẵn mở chúng ta vì Chúa là thành tín. Ngài chỉ cho phép nó đến cái mức độ mà chúng ta chịu đựng được mà thôi. Ngài không bao giờ để cho chúng ta quá cái sức chịu đựng của mình. Ngài luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Những thử nghiệm này và những sự bắt bớ, chúng ta thấy lời của Chúa cho chúng ta thấy có cái chiều hướng là Đức Chúa Trời có thể khiến cho mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Một lần nữa chúng ta thấy lời của Chúa cho thấy có một sự chăm sóc, có một sự quan sát của Đức Chúa Trời trong tiến trình này. Và chúng ta an ninh khi chúng ta hiểu được điều này là Chúa cho phép xảy ra vì lợi ích của chúng ta. Mặc dù khi chúng ta ở giữa những cái thử thách này, thì chúng ta khó hiểu tại sao Chúa yêu thương mà Chúa lại để cho chuyện này xảy ra. Nhưng mà anh chị em yêu dấu, như chúng ta đi học phải qua những cái lúc mà chúng ta phải chuẩn bị cho kỳ thi, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nói rằng ông thầy của mình cũng khó quá. Nhưng mà anh chị em yêu dấu, để chúng ta có thể được tuyển chọn vào một đại học hay là một cái ngành nghề chuyên môn mà sau này nó đòi hỏi là chúng ta phải đáp ứng một cái tiêu chuẩn nào đó, thì chúng ta biết rằng những cái kỳ thi này không thể thiếu được. Có những người con ở trong gia đình đã trải qua cái việc là học về trường y khoa để trở nên bác sĩ. Thì chúng tôi thấy rằng những cái kỳ thi thật là khó khăn. Các cháu kể lại cho chúng tôi nghe rằng có nhiều cái đêm đó là không ngủ, phải học, phải chuẩn bị cho kỳ thi của mình. Mà nếu trong lúc đó mà thái độ của mình không hiểu, mình sẽ trách, mình nói tại sao, thì cho cái bằng cho rồi đi. Thì phải thử như thế nào, phải thi như thế nào mà nó khó như vậy. Anh chị em yêu dấu, có một cái tiêu chuẩn là kiến thức phải đến một cái mức độ nào đó. Vì sau này
những người bác sĩ thì chúng ta thấy rằng nếu giải phẫu thì nó là một cái mạng người, một cái giá trị rất là lớn nằm ở trong tay của mình, một mạng người. Thì không thể là những cái chuyện chúng ta biết một cách sơ sài được, hay là chúng ta không có kiến thức, không có đậu được trong cái kỳ thi đó, thì làm sao người ta lại có thể giao ở trong tay của chúng ta cái việc sinh mạng của một người ở trong cái sự chăm sóc của chúng ta hay là trong cái ca mổ của chúng ta. Phải là người có một cái tiêu chuẩn đã được đặt ra và đáp ứng được cái tiêu chuẩn đó thì mới được người ta cấp bằng cho. Khi những thử nghiệm và bắt bớ đến thì chúng ta thấy rằng Thánh Phi-e-rơ ông nói như thế này trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu số 12: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta điều đó. Nhưng mà thường khi chúng ta đối diện với sự thách thức thì chúng ta nhiều khi tủi thân và chúng ta nói rằng tại sao con phải trải qua những sự khó khăn này. Nhưng mà lời của Chúa nhắc chúng ta chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Sứ đồ Phao-lô thì ông nói với lãnh đạo trẻ cho hội thánh của Chúa là Timôthê trong Timôthê thứ 2 chương 3 câu 12: hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức cho Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Như vậy chúng ta thấy rằng nó đi chung trong cái tiến trình chúng ta được đào tạo huấn luyện để chúng ta có thể bước vào ở trong một công việc, một cái công tác cao trọng, đặc biệt, tốt để chúng ta có thể phục vụ một cách tốt hơn. Chúa Giêsu thì ngày dạy trong Ma-thi-ơ chương 5 câu số 10: phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Cảm ơn Chúa. Nhìn lại trong cuộc sống, chúng tôi thấy những cái thách thức này, những cái cơn thử thách này thật là khó khăn. Tôi nhớ khi đáp ứng lại với sự kêu gọi của Chúa, viết thư về cho ba mẹ của tôi để xin phép, nói rằng con bây giờ sẽ đáp lại sự kêu gọi của Chúa để đi học trường Kinh Thánh và trở nên người hầu việc Chúa. Thì cái sự thử thách mà tôi đối diện đó là một câu nói của ba của tôi: tại sao các anh của con, các anh họ của con, gia đình có tiền bạc mà họ không nghĩ đến việc đó, nhưng mà con lại nghĩ đến việc hầu việc Chúa? Bởi vì gia đình của chúng tôi gặp những sự khó khăn về kinh tế, về tài chính. Cho nên ước mơ là giúp đỡ để tôi có thể vượt biển để tìm một tương lai tốt hơn, để rồi có thể gửi tiền về cho gia đình, để giúp đỡ ba mẹ của tôi nuôi các em của tôi. Nhưng mà khi Chúa Ngài kêu gọi và đáp ứng lại, thì cái thách thức này nó đến. Một thách thức khác nữa cũng xảy ra, đó là khi Đức Chúa Trời Ngài đã làm việc ở trong lòng của ba mẹ của tôi rồi, và họ đồng ý và khích lệ tôi: nếu thật sự con được sự kêu gọi của Chúa, hãy theo đuổi một cách trọn vẹn. Thì tôi nhớ có một cái tranh chiến khác nó xảy ra. Lúc bây giờ ba của tôi tìm cách để làm thêm những cái công việc để tạo cái nguồn tài chính cho gia đình của mình. Ông đầu tư việc mua những cái máy có nhiều mã lực và đem về để nhờ người tân trang nó lại để có thể bán. Vì lúc bấy giờ máy mà nhiều cylinder đó là một cái nhu cầu rất là lớn. Nhưng mà khi ba của tôi bắt đầu đầu tư vào việc đó thì giá của nó lại tuột xuống không như là cái giá lúc mà mình mua cái máy chưa được tân trang, thì lại gặp cái sự khó khăn. Chúng tôi nghe những cái tin tức đó là bây giờ đổ nợ về những việc này. Trong khi tôi phân bua với Đức Chúa Trời và tôi nói rằng: lạy Chúa, con sẽ bước vào trường Kinh Thánh để được huấn luyện để trở nên người hầu việc Chúa. Con lo việc của Chúa, xin Chúa lo việc cho gia đình của con. Thì cái sự thử thách đó nó đến. Chúng tôi phải tiếp tục kiên nhẫn, chịu đựng và cầu nguyện xin một sự tiếp trợ siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời. Và dĩ nhiên là Chúa Ngài là đấng yêu thương và Ngài biết tất cả những gì cần thiết. Và những sự sắp đặt của Chúa trong công việc giúp đỡ của những người thân ở trong gia đình bên họ ngoại của tôi, giúp đỡ cho gia đình có được những cái phương tiện để có thể sinh sống và có những cái công việc mà nó vẫn kéo dài cái phước hạnh của nó cho đến ngày hôm nay cho ba mẹ của tôi và các em ở tại Việt Nam. Tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em rằng khi chúng ta đáp ứng lại, khi chúng ta nói với Chúa là: Chúa, con sẵn sàng để được Chúa Ngài sử dụng, thì chúng ta đừng xem những cái sự thử thách như là một cái điều lạ thường, nhưng mà hãy biết rằng nó đi chung. Một lần khác, khi hội thánh của Chúa, chúng ta có một cái chương trình để rao giảng tin lành của Chúa ở trên đài truyền hình ở tại Mỹ này. Đây là một cái việc rất đặc biệt. Vì thời đó, năm 1987, thì rất là hiếm để có người Việt Nam của chúng ta có một chương trình truyền hình giảng tin lành của Chúa ở trên đài của làn sóng của người Mỹ. Và chúng tôi vui mừng tiến vào ở trong công việc này. Họ đang làm việc một cách kết quả. Lúc bây giờ cộng đồng của những người Công giáo La Mã ở tại thành phố Houston này
họ nhắn tin cũng như là họ gặp gỡ chúng tôi thì chia sẻ rằng, ôi, những điều mà mục sư giảng về phúc âm của Chúa là chúng tôi được phước lắm. Và chúng tôi cứ nghĩ rằng việc nó sẽ được mạnh mẽ càng hơn. Tôi nhớ giám đốc của đài truyền hình, ông đã đến thăm viếng chúng tôi tại nhà và biết rằng những cái chương trình đó cần phải được sao chép ra những cái băng video để có thể phổ biến. Ông mang đến cho chúng tôi nhiều cái máy để chúng tôi có thể sang từ bản gốc ra những cái bản sao chép để có thể phổ biến ra. Việc thấy dường như tốt đẹp như vậy rồi thì sự thách thức đấy. Có một người mục sư Việt Nam khác ở trong thành phố này, thì ông đến không biết là ông nói cái gì với đài truyền hình. Thì thinh linh, họ gọi chúng tôi đến và nói rằng, chúng tôi nghe biết rằng ông không có kêu gọi người ta tin Chúa qua những cái bài giảng của mình. Cho nên chúng tôi phải nhường cho một cái người có ơn hơn, đầy dạy Đức Thánh Linh để làm cái chương trình này. Tôi nhớ khi nghe tin đó thì tôi không đứng nổi. Tôi nói, ồ sao lạ như vậy, việc đang diễn ra một cách tốt đẹp. Tôi nhớ về thì buồn lắm. Và tôi nằm sắp mặt xuống dưới sàn nhà và tôi khóc với Chúa, tôi kêu nài với Chúa, tôi nói rằng, lạy Chúa, công việc đang tốt đẹp, chúng con thấy có một cái tương lai rất là lớn cho chương trình truyền hình này. Tại sao việc này xảy ra? Thì cảm ơn Chúa, bây giờ nhìn lại mới thấy chính ở trong những cái giây phút đó, nó đẩy tôi đến một cái chỗ đó là nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Bởi vì tương lai của chương trình và mọi việc thì nhìn biết lúc bây giờ mình không còn làm cái gì được, chỉ phải nhờ cậy Chúa mà thôi. Nhìn lại thấy chính ở trong những cái giây phút hết sức là khó khăn đó, nó đẩy tôi vào trong cái chỗ là tha thiết càng hơn để xin một sự thăm viếng lớn lao của Chúa, sự phục hưng ở trên hội thánh của Chúa. Và ngợi khen Chúa, Chúa Ngài dẫn dắt, và nhìn lại ngày hôm nay thấy rằng những cái cơn thử thách đó là những điều mà Chúa Ngài cho phép xảy ra để tôi không nhờ cậy vào con người nữa, mà nhờ cậy vào Chúa hoàn toàn. Cầu nguyện xin Chúa Ngài ban cho quyền năng của Chúa, sự sức giàu của Ngài để hầu việc Chúa. Chúa cho phép những điều đó xảy ra để thấy được rằng không phải là con người cho chúng ta, và còn có cái gì ở trong cần phải được Chúa Ngài tẩy rửa, Ngài dọn dẹp một cách sạch sẽ. Hầu cho khi Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao, nhiều người được phước của Chúa qua sự giảng dạy và các chương trình truyền hình của mình, thì Chúa phải đảm bảo rằng Chúa có thể tin tưởng được để Ngài giao cho những việc lớn hơn. Và tôi nhìn thấy phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho, mặc dù ngay ở giữa những sự khó khăn đó, khi chưa hiểu hết chương trình của Chúa, thì cũng có những cái giây phút đau buồn vì những chuyện mình thấy theo ý của mình là tốt, nhưng mà tại sao Chúa Ngài lại tỉa sửa những cái điều đó. Thì khi hiểu được chương trình của Chúa mới thấy được rằng cái nhánh nào mà Chúa thấy nó sẽ có kết quả thì Ngài tỉa sửa để cho nó được sai trái hơn. Đó là công việc và bàn tay yêu thương của Đức Chúa Trời đã làm việc ở trên đời sống và chức vụ của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Điều này xảy ra cho việc Đức Chúa Trời đối xử với dân Israel mà sử dụng hình ảnh của con chim phụng hoàng hay là chim ưng tập cho con của nó bay để giúp đỡ cho dân sự của Chúa hiểu được. Việc họ không hiểu tới lúc đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời để giúp cho họ có thể trưởng thành ở trong ơn của Chúa. Ê-sai 40 câu 31 chép: nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì sẽ cất cánh bay cao như chim ưng. Có một thứ tầm nhìn của Chúa và một cái viễn ảnh mà Chúa Ngài muốn thấy. Đó là chúng ta chẳng những là những con chim ưng, nhưng mà những con chim ưng có thể cất cánh bay cao. Muốn được như vậy, nó trải qua một cái tiến trình mà chúng ta thấy nó rất là khó khăn và khó hiểu. Phục truyền chương 32 câu 11-12 chép: như phượng hoàng phất phới dẫn ổ của mình, bay chung quanh con nhỏ của mình, xè cánh ra xớt nó và cõng nó trên chéo cánh của mình thế nào, thì một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt người thầy ấy. Hai phần kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có kế hoạch, và nó sẽ giúp đỡ chúng ta cũng như an ủi chúng ta khi chúng ta ở giữa những nan đề mà chúng ta phải trải qua. Để cảm nhận được tất cả sự an ủi kỳ diệu mà những câu kinh thánh này, chúng ta cần phải biết cái tiến trình của con chim phụng hoàng mẹ. Nó tập cho con của nó đến tuổi trưởng thành có thể bay được như thế nào. Chim phụng hoàng thường xây dựng tổ của nó ở trên những cái mỏm đá cao, và nó đan những cái nhánh gai được rút từ những cái bụi tầm xuân, rồi nó mổ cái lông ở trước ngực của nó để lót cho ổ của nó êm. Nó đẻ trứng và ấp, cho đến chừng con chim con nở ra thì nó, trong cái tiến trình nuôi con, nó tha thức ăn về để mớm cho con của nó ăn.
việc này xảy ra và con chim con ở trong một cái tổ rất là chắc chắn được chim mẹ, chim cha đã chăm sóc, đã chuẩn bị. Rồi thực phẩm thì cũng được nuôi cho. Không cần phải bay đi để săn mồi như chim phụng hoàng mẹ và chim phụng hoàng cha. Nhưng rồi một ngày, khi chim mẹ thấy con của mình đã đủ lông đủ cánh, thì bắt đầu làm cái tiến trình mà chúng ta thấy rằng cái chiếc ổ an toàn dễ chịu đó. Bây giờ, chính chim mẹ bắt đầu tháo gỡ. Cái thánh dùng cho chúng ta cái hình ảnh đó là như chim phượng hoàng phất phới giỡn ổ của mình. Một hình ảnh là chim phượng hoàng nó bay gần cái tổ nó đó. Và nó vỗ cánh để cho gió thổi và những cái lông mà nó đã lót ở trong ổ bay mất. Rồi nó gỡ bỏ những cái đồng gai mà nó đã xây cái tổ đó. Khiến cho cái chỗ êm ấm trước đây bây giờ không còn êm nữa. Cái chỗ an toàn bây giờ không còn an toàn nữa. Để chuẩn bị đẩy con của nó ra khỏi cái tổ đó, thì chim mẹ buộc lòng phải làm như vậy. Tất cả chúng ta để ý tới đây là bởi tình yêu thương. Thì chúng ta thấy rằng cái sự dễ chịu đã bị quỷ phá, để con của mình có thể bay được. Cũng vậy trong đời sống đi theo Chúa chúng ta, khi chúng ta còn là con đỏ ở trong Đấng Christ, Chúa Ngài chăm sóc, Ngài bảo vệ chúng ta và Ngài lo hết cho chúng ta ở trong sự bảo vệ của Ngài. Và Ngài cũng có thể sử dụng hội thánh, những người trưởng thành trước để giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta còn là con đỏ thuộc linh. Nhưng mà chúng ta biết rằng qua cái tiến trình chúng ta bú sữa thiêng liêng của đạo, chúng ta trưởng thành. Ở trong cái tiến trình chúng ta thờ phượng Chúa, học hỏi lời của Ngài, được nuôi dưỡng, chúng ta được trưởng thành lên. Nhưng mà chúng ta sẽ an phận ở trong cái tổ đó, tổ ấm đó, nếu không có cái tiến trình của việc tập cho con của mình bay như chim phụng hoàng. Trong việc Chúa Ngài muốn chui luyện chúng ta để chúng ta trở nên những người thành nhân theo tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, thì chúng ta sẽ an phận và chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái tổ ấm này. Nhưng mà cái lúc chim phượng hoàng mẹ thấy chim con của mình đã sẵn sàng, thì chúng ta thấy nó làm một cái công việc rất là đặc biệt. Đó là nó đẩy con của mình ra khỏi cái tổ. Và tài liệu cho chúng ta biết rằng con chim con bắt đầu nó rơi xuống. Vì nó chưa bao giờ biết sử dụng cái đôi cánh của nó. Cho nên nó cứ rơi xuống. Trong cái chớ giới như vậy, nó bắt đầu nó vỗ cánh của nó, nhưng mà chưa bọc gió và chưa có thể bay cao được. Thì nó trong cái tiến trình nó rơi xuống như vậy đó, thấy dường như là sẽ rơi xuống và tiếp tục rơi, sẽ chạm xuống đất mà chết. Thì thần linh nó cảm nhận được cái cánh của chim mẹ ở dưới, phía dưới của nó. Con chim mẹ lao xuống và hứng con của mình ở trên chéo cánh của mình, rồi bay lên cao. Rồi cái tiến trình này lại lặp lại. Chim mẹ lại hất con của mình ra và để cho nó có thể rơi xuống nữa. Hầu cho nó tập, và mỗi một lúc thì cái việc nó sử dụng cánh của nó có thể sử dụng một cách thành thạo hơn. Vì mục tiêu cuối cùng là con phải biết bay, phải rời tổ để sinh hoạt như một con chim phụng hoàng, có thể cất cánh bay cao. Cảm ơn Chúa vì những cái thách thức mà Chúa Ngài cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hiểu được, không có thử nghiệm, không có thành công. Không có sự trang bị, không có những cái khó chịu, chúng ta sẽ an nhàn. Vì chúng ta ở trong cái chỗ mà chúng ta đã quen. Chúng ta thấy rằng chúng ta là những kẻ hành hương ở trên đất này. Nhưng mà chúng ta cứ yêu thích những sự dễ dàng phù phiếm của nó. Và chúng ta sống như là trần gian này là cái nơi chúng ta sẽ ở đời đời. Và Chúa cho phép những cái thử thách xảy ra để giúp đỡ chúng ta thấy rằng tất cả những điều trên thế gian này là những điều tạm bợ. Chỉ có Chúa là nơi ở đời đời của chúng ta. Chỉ có Chúa và vương quốc của Ngài mà Ngài đang sắm sẵn chuẩn bị để đưa chúng ta vào đó mới là điều còn lại đời đời. Chúa muốn chúng ta trưởng thành. Chúa muốn chúng ta vượt qua khỏi những điều đó. Nhưng mà chúng ta thì thích ghé những cái ốc đảo nhỏ nhoi để vui sức những ngày tháng còn lại trong đời sống của mình. Chúng ta sung sướng ở trong nơi mình đã quen ở. Chúng ta không chịu đi tiếp vào trong đồng vắng để có thể vào trong miền đất hứa mà Chúa đã ban cho mình. Chúng ta nhớ dân Israel, mỗi lần họ gặp cái sự thách thức thì họ thường đòi trở lại xứ Ai Cập. Khi họ thiếu thức ăn thì họ nhớ đến dưa hành củ kiệu của Ai Cập, của xứ Ai Cập. Thì chúng ta thấy Chúa Ngài muốn dẫn họ đi vào trong miền đất hứa, cái nơi tốt đẹp để họ có thể làm một dân tộc tuyển chọn của Đức Chúa Trời và ở trong một cái môi trường có quê hương xứ sở đàng hoàng là những con người tự do.
thì họ cứ nhìn về những gì mình đã quen, dù là cái ngọn roi của những người đốc công đánh ở trên vai của họ, bắt họ phải nung gạch và làm những công việc rất là cực nhọc mà không có lương, làm những con người nô lệ. Thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài giúp đỡ cho họ thấy được, như chim phượng hoàng dẫn ổ của mình, rồi chở con của mình trên chéo cánh của nó, thì Đức Chúa Trời cũng đã đối xử với dân sự của Chúa như vậy. Những cái thử thách, những cái sự khó khăn, Đức Chúa Trời có mục đích của Ngài cho dân sự của Chúa. Những bài học học mai của chim ưng mẹ cho con của mình, đó là nó xè cánh ra và sớt nó và cõng nó trên chéo cánh của mình. Trong cái lúc mà chúng ta bắt đầu tập luyện, chúng ta được Chúa Ngài rèn luyện chúng ta, thì như chúng ta đã xây dựng lúc đầu, Chúa luôn ở gần. Ngài kiểm soát tất cả mọi việc ở trong đời sống của chúng ta. Và lời của Chúa xác nhận với chúng ta rằng không có một sự thử thách nào là quá sức chịu đựng của chúng ta. Chúa luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Ngợi khen Chúa. Như vậy sẽ giúp đỡ cho chúng ta an tâm và sẵn lòng phó mình vào trong tay của Chúa, để Chúa làm xong công việc của Ngài. Phần của chúng ta kiên nhẫn chịu đựng, trải qua những cái thách thức này, để chúng ta được Chúa Ngài tính điểm cho chúng ta. Câu hỏi tại sao Đức Chúa Trời thử nghiệm chúng ta, là một câu hỏi mà chúng ta cũng cần được đặt ra trong thời gian này. Thứ nhất là sự gian truân đem lại sự rộng rãi. Thi Thiên số 4 câu 1 chép: khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi nơi rộng rãi. Dường như là nghịch lý phải không em? Ở trong cái gian truân, nhưng mà tác giả đã thấy được điều này khi nhìn lại. Nói rằng khi tôi bị gian truân, Ngài để tôi nơi rộng rãi. Thi Thiên này được David sáng tác, và chúng ta biết rằng khi ông bị Chúa Ngài xử phạt vì tội ông đã phạm. Mặc dù đó là lỗi lầm của ông, nhưng mà ông nhận biết một điều, đó là Chúa Ngài kỷ luật ông để Ngài có thể đem ông vào trong cái nơi rộng rãi. Mặc dù những nan đề của David là do chính ông gây ra, thì Đức Chúa Trời Ngài lại dùng cái thời gian sửa phạt David để tôi luyện ông thành người xứng đáng hơn cho công việc sau này. Đây là điều tuyệt vời. Đức Chúa Trời Ngài có thể biến những cái thách thức, khó khăn, thử thách trong đời sống của chúng ta, hiệp mọi thứ lại để làm ích cho những người yêu mến Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta thừa nhận những thất bại của mình, chúng ta ăn năn, xưng nhận và từ bỏ, Đức Chúa Trời sẽ dùng những cái hình phạt, những khó khăn để biến chúng ta thành những người lãnh đạo tốt hơn. Hãy tin tưởng tiến trình này của Chúa và để Ngài làm xong công việc của Ngài. Những thử thách sẽ khiến cho chúng ta khiêm nhường hơn. Đây là chỗ mà Đức Chúa Trời Ngài biết. Con người chúng ta có cái bản chất kiêu ngạo. Và rất dễ để chúng ta buông tay Chúa. Rất dễ để chúng ta có thể ỷ lại, và chúng ta nói rằng nhờ vào ở trong khả năng của chúng ta mà chúng ta được những điều này. Anh chị em nhìn lại chúng ta thấy điều đó. Rất dễ. Tôi lấy hình ảnh quen thuộc để chúng ta thấy. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Ngài gìn giữ bảo vệ con khi con lái xe ở trên đường, ở trên xa lộ. Rồi một tai nạn suýt xảy ra mà chúng ta kêu ơi Chúa ơi Chúa cứu con. Và khi chúng ta thoát ra khỏi cái tai nạn đó rồi, thì mình lại tự đắc và mình nói rằng tài lái của mình cũng không đến nỗi tệ. Rất dễ để chúng ta lấy điểm mà chúng ta ỷ lại, thay vì khiêm nhường nhận biết Chúa Ngài là đấng gìn giữ bảo vệ chúng ta, Ngài là đấng ban cho, Ngài là đấng giúp đỡ cho chúng ta, Ngài là đấng bảo vệ chúng ta. Và phải khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa để nhường tất cả sự vinh hiển cho Ngài. Môi-se đã mô tả hành động của Đức Chúa Trời khi Ngài đem dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập đó. Để chúng ta thấy cái điều này, có hình ảnh của Đức Chúa Trời đi theo dân sự của Ngài và có mục đích của Ngài. Phục Truyền chương 8 câu số 17 chép: ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi qua đồng vắng gớm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò cạp, đất khô khan chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho các ngươi. Là trong đồng vắng Ngài ban cho các ngươi ăn mana mà tổ phụ các ngươi chưa hề biết. Và anh chị em để ý điều này, để hạ các ngươi xuống và thử các ngươi, hầu về sau làm ơn cho các ngươi. Có một trái tim yêu thương chúng ta một cách trọn vẹn. Ngài muốn hầu cho về sau có thể làm ơn cho chúng ta. Ngài muốn hầu khi chúng ta trải qua những thách thức này, chúng ta học biết nhờ cậy Chúa và chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng chúng ta lớn hơn. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép những thử thách nặng nề như vậy xảy ra? Hầu về sau làm ơn cho các ngươi. Khi Đức Chúa Trời muốn ban phước cho một mục sư hoặc một hội thánh, thì tôi tin rằng trước nhất Ngài để họ nếm biết những hoàn cảnh chán nản, khó khăn, tuyệt vọng. Để khi điều đó xảy ra, thì như Phục Truyền chương 8 câu số 17 đó, chúng ta thấy rằng các ngươi chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà ta đoạt được những sản nghiệp này. Không phải chúng ta,
nhưng là bởi Chúa. Khi Đức Chúa Trời để cho chúng ta cái nơi rộng rãi, chúng ta thường kiêu ngạo và nghĩ rằng đó là do sự khôn ngoan và khả năng của chính của chúng ta mà chúng ta được hưởng những phước hạnh này. Nhưng Chúa muốn nhắc cho chúng ta mà giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhờ cậy Chúa. Điều này đã xảy ra cho Giớp. Chúng ta nhớ ma quỷ nói với Đức Chúa Trời: Giớp hầu việc Ngài chỉ bởi Ngài ban phước ở trên các công việc của tay người. Bây giờ hãy cất những điều đó đi, Giớp sẽ phỉ báng Ngài. Satan lên tiếng điều đó với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài đã trả lời và cho phép Satan đem lại sự thách thức ở trong đời sống của ông Giớp. Cái thánh ghi lại chúng ta khi Satan đã giết hết cả và cướp đi những bầy chiên, bầy bò, con cái và phá hủy mọi tài sản của Giớp, thì ông đã làm gì? Ông sắp mình xuống thờ lại Chúa. Mặc dù ông không biết là có một sự thách thức giữa Satan với Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời hỏi Satan: ngươi đi dạo ở trên các miền của thế gian, ngươi có thấy tôi tớ của ta là Giớp không? Chúa nghe khoe với Satan về cuộc đời của Giớp. Và khi sự thách thức xảy ra thì trong phía bên này ở dưới mặt trời thì chúng ta thấy rằng ông Giớp ông không biết hết tất cả những điều đó. Nhưng mà cái điều đã lộ ra từ nơi trong tấm lòng của ông, đó là ông tin rằng phước Chúa Ngài ban, phước đó cũng có thể mất đi. Nhưng mà lòng của ông thật sự yêu mến Chúa, cho nên dù ông mất hết tất cả, ông vẫn sắp mình xuống và thờ lại Chúa. Giớp đã chứng tỏ lời tố cáo của Satan là sai hoàn toàn. Dù mất hết tất cả, ông vẫn thờ phượng Chúa, kính sợ Đức Chúa Trời và yêu mến Ngài. Ông đã tuyên bố một điều mà chúng ta thấy rằng thật là lạ lùng. Ông nói rằng dù Chúa có giết ta, ta cũng nhờ cậy nơi Ngài. Giớp chương 13 câu số 15. Và cuối cùng chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã ban cho Giớp gấp đôi. Ở trong chương 42 phần cuối chúng ta thấy là Giớp đã nhận được gấp đôi những gì ông đã có, bởi vì ông đã chứng minh rằng ông là người bạn trung thành với Đức Chúa Trời đến những giây phút mà thử thách nặng nề nhất, ông vẫn bày tỏ lòng tin và nhờ cậy Chúa. Luôn cả khi tiếng nói của người vợ xúi ông làm một cái công việc nghịch lại với Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng ông phải mắng cái người vợ này, nói rằng tại sao? Ông tiếp tục bày tỏ cái lòng của ông nơi Chúa. Tôi thấy một hình ảnh như là ông ôm lấy chân của Chúa, và dù trong cái sự thử thách dường như là Chúa hất ông ra đó, ông vẫn bám vào, ông chạy đến ông ôm chân của Chúa. Đây là một hình ảnh của một con người có một cái lòng trọn thành với Chúa của mình. Cảm ơn Chúa. Gia-cơ chương 5 câu 10 và câu 11 cho chúng ta thấy: hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Giớp và đã thấy cái kết cuộc mà Chúa đã ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Những bài học này khó, anh chị em hãy chuẩn bị khi chúng ta đối diện, chúng ta nhận biết được rằng do tấm lòng tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép thì việc nó mới xảy ra trong đời sống của chúng ta. Và trong sự cho phép của Chúa, luôn luôn Ngài có cái giới hạn cho những điều xảy ra cho chúng ta. Không có một điều nào là quá sức mà chúng ta có thể chịu đựng. Ngợi khen Chúa. Sự chịu khổ gia tăng quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Có một cái kết quả như chúng ta đi tập thể hình. Khi chúng ta vào trong gym mà chúng ta tập, để bắp thịt của chúng ta có thể mạnh mẽ, rắn chắc, để chúng ta thấy rằng cái giá mà chúng ta phải trả, nhưng mà cái kết quả của nó đó, thì thật là phước hạnh. Đức Chúa Trời Ngài sẽ gia tăng quyền năng của Ngài, phước hạnh của Ngài cho đời sống của chúng ta. David có một câu ở trong Thi Thiên 102 câu 23: Ngài đã làm sức lực tôi ra yếu đuối ở giữa đường. Chúa cho phép cái điều này xảy ra, nhưng mục đích là để Chúa Ngài có thể làm cho ông được mạnh mẽ. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện xin quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài trả lời rằng con có thật lòng muốn điều đó không? Và nếu con sẵn sàng trở thành yếu đuối, chịu đựng những sự khó khăn, thì lúc bây giờ quyền năng của ta sẽ thể hiện lớn nhất ở trong con. Cảm ơn Chúa. Phaolô đã nói lên điều này. Nhưng về chính mình tôi, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. Vậy nên em rằng, tôi linh mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng? Thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt của tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin nó lìa tôi.
Nhưng Chúa phán ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cho nên, tôi vì Đấng Christ mà đành chịu sự yếu đuối, nhút nhát, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Một con người đầy kinh nghiệm với Chúa, ông đã chia sẻ với chúng ta điều này. Khi chúng ta còn tự lực, khi chúng ta còn nhờ cậy vào chính cánh tay xác thịt của mình, thì chúng ta sẽ không thấy sức mạnh vô biên của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta yếu đuối, khi chúng ta nhận biết là mình yếu đuối, mà chúng ta bám theo Chúa, chúng ta nhờ cậy Ngài, thì lúc bây giờ chúng ta có thể hưởng được và Chúa nhờ làm cho chúng ta được mạnh mẽ. Vì chính là trong cái sự yếu đuối của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng Sứ đồ Phaolô nói, vì khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ. Đấy lý do tại sao mà chúng ta học cái điều này. Khi chúng ta nói Cơ Đốc giáo đắc thắng là khi chúng ta trải qua những cái sự kiên trì đối với những thách thức, những cái thử thách ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thắng là bởi vì chúng ta được gột rửa hết tất cả những cái tự lực, tự tin vào chính mình, khả năng của mình. Nó đẩy chúng ta vào trong cái chỗ là chúng ta nói rằng nếu không có sự can thiệp của Chúa, con chết. Nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, con không thể nào vượt qua được. Và chính ở trong những giây phút chúng ta được nhào nặng như vậy đó, thì chúng ta mỗi một lúc chúng ta được tin rộng hơn và cuối cùng chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa thể hiện trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, ngày thêm sức mạnh cho chúng ta. Phaolô đã dạy chúng ta những bài học quan trọng trong sự thử thách của đời sống của người lãnh đạo. Đó là chúng ta phải canh chừng sự kiêu ngạo. Những cái niềm thuộc linh quý giá ở trong những giờ phút cầu nguyện có thể khiến chúng ta lên mình kiêu ngạo. Khi Chúa ngài sử dụng chúng ta có thể lên mình kiêu ngạo. Chúng ta cũng phải để ý và học nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Đối với Đức Chúa Trời, thái độ của chúng ta quan trọng hơn hoàn cảnh của chúng ta. Nếu sự kiêu ngạo của chúng ta cần phải được khử trừ đi, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ sai Satan làm cái dầm sóc, khiến cho chúng ta biết nhờ cậy Chúa. Ở đây tôi mở ngoặc để nói, tôi tin rằng điều này lớn hơn là chỉ là nhiều người tin rằng cái dầm sóc này, tức là những cái bệnh tật ở trong thân thể của Sứ đồ Phaolô. Nhưng mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời ngài không có hiệp tác để Satan gã ông. Và tôi tin rằng ân điển của Chúa đủ cho ông đó. Bởi vì ông có thể đối diện với những cái người thân thương của những con người mà Phaolô đã từng bắt bớ họ, bỏ họ vào tù, đã từng đứng chủ mưu để ném đá người ta đến chết bởi vì cái tội là tin theo đạo mới, con đường mới, là niềm tin, là phúc âm cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúa ngài nói rằng không tất cả những điều đó, ân điển của ta đủ cho con vì tội của con đã được tha thứ, bây giờ hãy tấn tới mà phục vụ. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm quyền năng, sự vinh hiển và cuộc sống đầy dạy Đức Thánh Linh, thì Đức Chúa Trời ngài không trả lời theo cách của chúng ta mong đợi, nhưng mà Chúa ngài làm theo cách của ngài. Chúng ta cầu xin sự nhịn nhục, ngài sai hoạn nạn đến. Tại sao? Bởi vì sự hoạn nạn sinh ra sự nhịn nhục. Khó hiểu, nhưng mà đó là nguyên lý của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu xin Chúa ngài ban cho chúng ta quyền năng, Chúa ngài cho phép những sự thử thách đến để chúng ta thấy mình yếu đuối vô cùng nếu không có quyền năng của Chúa. Và mình nhờ cậy hoàn toàn vào Chúa thì Chúa ngài sẽ bật nút và quyền năng của ngài sẽ thể hiện trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sự hoạn nạn phân biệt người được lựa chọn từ những người được kêu gọi. Có rất là nhiều người được gọi nhưng mà ít người được chọn. Cái chữ thử thách mà chúng ta thấy ở trong Ê-sai 43 câu 10, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn. Thì chữ thử tại đây được dùng theo nghĩa cho điểm, như là trong bài kiểm tra ở tại trường học, ở trong kỳ thi của chúng ta. Khi chúng ta làm bài ở trường, chúng ta được thầy giáo cho điểm tùy theo cái bài mà chúng ta đã làm. Chúa ngài cho phép những thách thức này xảy ra để Chúa ngài cho điểm chúng ta. Và khi chúng ta được điểm cao, thì chúng ta thấy rằng Chúa ngài rằng chúng ta hội đủ điều kiện để chúng ta được lên lớp. Và đây là điều mà chúng ta cũng cần nhớ, để khi được lên lớp thì chúng ta sẽ trải qua những kỳ thi khó hơn nữa. Bởi vì theo mức độ và trình độ của chúng ta thì những cái kỳ thi nó cũng sẽ tăng theo mức độ đó. Điều này không có nghĩa là khi chúng ta dâng mình hầu vì Chúa, khi chúng ta cam kết là chúng ta sẽ hết lòng đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ không có những cái thời giờ để kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. Không. Chúa ngài ban cho chúng ta những phước hạnh lớn lao vô cùng.
Nhưng mà để cho chúng ta có thể chuẩn bị để chúng ta lên lớp, để Chúa có thể tháo gỡ những cái trần giới hạn chúng ta đó, thử thách có thể đến. Chúng ta xem cuộc đời của Abraham, chúng ta thấy điều đó. Một trong những cái cụm từ rất khó hiểu là khi Abraham mọi việc được ổn định, thì Chúa bảo ông phải gỡ liều của mình và di chuyển. Mỗi lần tôi đối diện với những cái thách thức ở trong chức vụ cũng như trong đời sống, tôi biết rằng Chúa ngày bảo rằng con ở đây lâu rồi đó, con bắt đầu thấy rằng mọi việc nó bắt đầu ổn và con buông tay, con không hết lòng nhờ cậy ta nữa. Thì Chúa cho phép những cái sự thách thức đến để mình là nhổ liều, đi như là một người du hành, nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Chúa thử để cho điểm chúng ta, vì Ngài yêu thương chúng ta và muốn chuẩn bị chúng ta cho một mức độ cao hơn. Nguyện xin Chúa ngài ban phước để chúng ta nắm bắt điều này ở trong đời sống của chúng ta. Khải Huyền chương 17 câu số 14 cho chúng ta thấy một cái mục tiêu rất là đặc biệt mà chúng ta để ý đến tại đây. Chúng chiến tranh cùng Chúa của các chúa, vua của các vua, và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn và những kẻ trung tín đều ở với chiên con. Anh chị em, chúng ta sẽ ở gần Chúa, tướng lãnh của chúng ta, và chúng ta sẽ ở gần Ngài ở trong chiến trận này. Chúng chiến tranh cùng Chúa của các chúa, vua của các vua, và chúng ta cũng thấy rằng những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn, những kẻ trung tín đều ở với chiên con. Chúng ta cũng là đối tượng của những trận chiến này. Nhận biết rằng Chúa ngài sẽ không giao cho chúng ta những trận chiến lớn nếu chúng ta chưa trưởng thành mà chưa được trang bị để chúng ta có thể điều binh khiển tướng như Chúa ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Sự đắc thắng của Cơ Đốc giáo tùy thuộc vào sự kiên nhẫn của chúng ta khi chúng ta đã qua những thử thách là như vậy. Thứ năm, sự chịu khổ dẫn đến sự vâng lời. Hebreo chương 5 câu 8 chép dầu ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu. Ở đây nói về Đức Chúa Jesus Christ. Dù ngài là con, dù ngài là Đức Chúa Trời trong nhục thể, thì chúng ta thấy rằng ngài cũng đã học tập vâng lời bởi sự khốn khổ mình đã chịu. Cảm ơn Chúa, Chúa Jesus là một gương sáng cho chúng ta. Ngài trải qua những thách thức, ngài trải qua những cái sự khốn khổ mà ngài đã chịu. Trong rừng Gethsemane, ngài cầu nguyện một cách hết lòng, ngài cầu nguyện và chiến đấu một cách tha thiết, đến độ những mạch máu ở dưới làn da của ngài nó vỡ ra, trộn vào với lại tuyến mồ hôi, khiến cho ngài đổ mồ hôi như những giọt máu lớn rớt xuống đất. Ngài là tấm gương cho chúng ta. Ở trong sự nhồi luyện, ở trong sự chuẩn bị để chúng ta được tin rồng, Chúa ngài cho phép những thách thức này xảy ra. Cũng như Chúa có thể đang xử lý những điều cần thiết trong đời sống của chúng ta để kéo chúng ta trở lại, tập trung vào tiếng gọi của Chúa trong đời sống của mình. Hebreo chương 12 câu 6 và câu 8 nói, vì Chúa sửa phạt kẻ ngài yêu, hãy ai mà ngài nhận làm con thì ngài cho roi cho vọt. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải là con thật. Cảm ơn Chúa. Không biết anh chị em có cảm nhận điều này hay không? Lúc mà mình mới tin Chúa đó, là con đỏ thuộc linh đó, mình có những điều mình làm mà thấy dường như là Chúa nhìn chỗ khác. Chúa ngài kiên nhẫn và ngài cho mình có một cái sự giúp đỡ đặc biệt từ nơi Chúa. Rồi một thời gian sau, thì khi mà mình cầu nguyện thì không được Chúa ngài cho đáp lời một cách nhanh chóng như lúc mà mình mới tin Chúa. Không phải vì Chúa ngài không yêu chúng ta nữa, mà Chúa ngài đang chuẩn bị. Bởi vì ngài thấy chúng ta trưởng thành hơn, đòi hỏi chúng ta phải có một cách cư xử cũng như bước đường đi theo Chúa chúng ta theo như mức độ của người trưởng thành hơn. Lúc chúng ta mới tin Chúa, chúng ta còn cái con người xác thịt của chúng ta đó, nó còn có những cái sự suy nghĩ này suy nghĩ kia. Chúa ngài có dạy dỗ chúng ta nhưng mà nhẹ nhàng. Mà chúng ta thấy càng trưởng thành trong Chúa, càng bước đi trong ơn của ngài, thì mức độ của sự sửa phạt của Chúa đó, chúng ta thấy rằng nặng hơn. Bởi vì Chúa ngài sửa chúng ta theo như mức độ của khả năng chúng ta có thể chịu đựng được, và trong cái mức độ trưởng thành của chúng ta. Vì Chúa ngài đối xử với chúng ta không còn là con đỏ thuộc linh nữa, nhưng mà là những người con ở trong nhà, những người theo bậc đã thành nhân rồi, thì Chúa ngài có thể sử dụng chúng ta trong mức độ lớn hơn, khác hơn là như vậy. Cảm ơn Chúa. Phi-líp thứ nhất chương 4 câu 1 câu 2 câu 15 và 19 gom lại cho chúng ta ý tưởng này: vì người nào chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lây việc người khác.
và những cái chịu khổ theo ý muốn của Đức Chúa Trời, cứ làm lành và phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Cảm ơn Chúa. Đa số trong chúng ta, chính tôi nữa, chúng ta mong có một con đường đạt đến sự trọn lành mà không cần sự đau đớn. Cái Mỹ thì nói cái câu đó là mình muốn có cái vương miện, nhưng mà mình không chịu đón nhận những cái mạo gai trong cuộc đời của mình. Chúng ta muốn được Chúa Ngài ban phước và sử dụng chúng ta trong một chức vụ đầy ơn quyền của Ngài, nhưng mà chúng ta lại không chấp nhận những cái sự thử luyện để trang bị cho chúng ta cho Ngài đó. Người Mỹ cũng có một cái câu là chúng ta muốn có một cái lời làm chứng về việc lớn Chúa làm trong đời sống của mình, nhưng chúng ta lại không bằng lòng đối diện với những thử thách. Thử thách đến là chúng ta bỏ chạy, chúng ta trách Chúa, chúng ta lăn ra sàn nhà và chúng ta ăn dạ với Chúa. Trong khi đó thì Chúa Ngài muốn chúng ta sẽ có những lời làm chứng về những công việc lạ lùng Chúa làm. Không có thử thách, không có lời chứng. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận biết điều đó trong đời sống của chúng ta. Hãy vui mừng tiếp nhận kỷ luật của Chúa, những sự thử thách của Ngài, và nhận biết điều này qua quá trình đi theo Chúa, hầu việc Chúa. Còn 2 tháng nữa thì là 40 năm VBC Houston được thành lập. Tôi đã chính thức hầu việc Chúa ở trong chức vụ hầu việc Chúa cũng 40 năm trong bước đường đi theo Chúa và hầu việc Chúa. Tôi thấy một điều, khi những khó khăn thách thức đến, biết rằng nó đau khổ mình đang trải qua trong nước mắt đó, mà chúng tôi tin rằng điều này xảy ra bởi vì sắp sửa có những chuyện lớn Chúa làm. Anh chị em yêu nhau, chúng ta sẽ không trải qua được nếu chúng ta không hiểu bởi tình yêu thương, bởi vì Chúa Ngài muốn đại dụng chúng ta. Ngài trang bị cho chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta và yêu những người lạc mất, những người có nhu cầu chung quanh của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở trong Gia Cơ chương 1 câu 2 câu 4. Hãy anh em, hãy xem hay là hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin của anh em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Ở giữa những sự khó khăn, chúng ta có thể nói với Chúa là Chúa, tại sao sự thử thách nó đến với con tứ bề? Nhưng mà đây lời của Chúa nói chúng ta là nó tới trăm bề lần anh chị em. Mà Chúa Ngài dạy chúng ta tới đây, hãy xem, hãy coi sự thử thách trăm bề đến cho anh em là điều vui mừng trọn vẹn. Tự nó không có đem lại chúng ta sự vui mừng, nhưng mà chúng ta hãy xem những điều đó là sự vui mừng trọn vẹn. Lý do là bởi vì điều phía sau đang nói đến tới đây. Vì biết rằng sự thử thách đức tin em sanh ra sự nhịn nhục, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em được trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Điều mà Chúa muốn chúng ta đầy đủ ơn của Chúa, quyền năng và sự sức giàu của Ngài là điều mà Chúa Ngài đeo đuổi. Xin Chúa cho thì chúng ta trong ơn của Chúa, bởi đức tin chúng ta có thể nói rằng con cảm ơn Chúa. Bởi đức tin nơi lời của Chúa và kinh nghiệm mà con đi với Ngài, con xin Chúa thêm sức cho con để con có thể trải qua được thử nghiệm này. Anh xem như tôi đã từng chia sẻ với anh xem, có những lúc mà chúng tôi chỉ có thể lấy tiếng thở than, không thể nói được, và Thánh Linh Ngài cầu thay cho thôi, chứ không mình cũng không qua nổi. Có những cái sự nhào luyện đến như vậy, nhưng mà ta ơn Chúa khi mình kiên trì chôn chân nơi đồng lũy nhờ cậy Chúa, thì nhìn lại thấy rằng Chúa có ý định tốt lành. Ngài không muốn tôi thiếu thốn một chút nào, cho nên Ngài cho phép những điều này xảy ra. Nhưng tôi thường nói và nhắc lại anh chị em, thử thách hoạn nạn nó như là một ông thầy khó tánh đó. Nói đến đây thì tôi nhớ luôn ở trong những năm tháng ngồi trong ghế trường học, thì có những người thầy khó tánh, nhưng mà nhìn lại nhờ những người này mà chúng ta nên người. Thì xin Chúa Ngài ban phước để giúp đỡ cho chúng ta để thấy điều này. Từ học vấn cho đến khi tôi nhớ đến hồi nhỏ học võ, bình thường mình vô mình đứng tấn, mình tập những cái thế thường đó, thì lúc đó là mình đeo cái đai là sơ đẳng thôi. Nhưng để chuẩn bị để lên đai đen, thì tôi nhớ cái ngày mà thi để lên đai đen, ông thầy ông đốt than lửa ở dưới nền, xung quanh là 4 cái cột
Bà muốn tôi phải đi đường quyền ở trên bốn cái cột đó. Đạp trật chân là có thể rớt xuống và bị thang nó có thể phỏng chân. Nhưng mà thầy biết là mình có khả năng để có thể vượt qua được, để có thể lên đài, để có thể giúp đỡ cho mình, thì chuyện này nó phải xảy ra. Bây giờ nhìn lại cách mà Chúa Ngài thử để Ngài cho điểm, chúng ta cũng hiểu nguyên tắc đó. Chúa yêu thương chúng ta, và dĩ nhiên là Ngài có mặt ở bên cạnh chúng ta trong những giây phút mà chúng ta chịu thử thách này, thử lửa này. Nhớ phải nhịn nhục. Lời của Chúa nói rằng, nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó. Thử thách đức tin sanh ra nhịn nhục, nhưng mà nó có một cái thời gian đó anh chị em. Sự nhịn nhục phải làm trọn cái việc của nó. Chúng ta không thể đi đường tắt được. Nếu đi đường tắt là chúng ta gian lận trong phòng thi đó. Chúa muốn chúng ta khi ra trường thì chúng ta có đủ tất cả những khả năng cần thiết để chúng ta có thể hành nghề. Còn không nguy hiểm. Tôi nghe nói trong cộng đồng người Việt của chúng ta có vấn đề là người ta đi mua bằng uống tóc hay là đi mua cái bằng giả cho việc mà mình lái xe. Đủ thừa là tại vì chữ nghĩa không biết, cho nên mình nhờ một người khác, họ đi họ làm bài thi cho mình. Có một câu chuyện kể để giúp đỡ cho anh chị em thấy cái điều này. Ngày kia thì con trai của tôi gọi về và nói xin ba giúp đỡ cho con, bởi vì ông sếp của con, ông gặp một cặp vợ chồng người Việt Nam mà họ không có nói được tiếng Anh nhiều. Xin ba giúp và nói chuyện giùm. Thì khi tôi lên điện thoại nói chuyện thì nghe người Việt Nam này nói rằng, xin anh hỏi ông giùm cho tôi là cảnh sát nó thổi tôi là lý do gì? Thì cảnh sát cho biết đó là bởi vì ông đậu ở giữa đường khi đang là đèn xanh. Người này trả lời nó rằng, xin thông dịch và nói giùm cho tôi, đó là tôi không biết chuyện này. Thì tôi lúc bây giờ rất là khó xử. Nếu tôi nói như vậy thì có thể là người này sẽ bị treo bằng đó. Bởi vì cái chuyện đó rất là đơn giản và rất là căn bản. Đèn đỏ mình dừng lại, đèn vàng mình chậm lại. Nhưng mà đèn xanh thì mình phải đi. Mình có thể nói rằng tôi không biết chuyện đó. Nếu mình nói mình không biết, tức là mình không biết luật. Mà không biết luật thì mình không thể nào lái xe được ở tại Mỹ đây. Anh xem, điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta. Có những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta sống đúng với cái tiêu chuẩn và trong cái mức độ mà chúng ta có được. Cho nên những cái sự thử thách này đến để trang bị cho chúng ta là như vậy. Sự nhịn nhục phải làm trọn việc của nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Cảm ơn Chúa. Có ba nguyên nhân của sự thử thách mà chúng ta cần nhớ. Chúng ta phải phân biệt để chúng ta biết chúng ta phải đối xử như thế nào. Nếu nó là sự xử lý của Đức Chúa Trời, thì công việc của chúng ta là thuận phục. Nếu nan đề là do chính cá nhân của chúng ta làm ra, chúng ta ăn năn và đến với Chúa. Nếu nó là sự tấn công của Satan mà không nằm trong ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta phải chống lại. Hãy phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa xa anh em. Nhưng nếu nó là một cái sự xử lý của Đức Chúa Trời cho xác thịt của chúng ta, cho những gì còn thiếu sót trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta không thể phục Đức Chúa Trời và chống trả điều đó được, bởi vì chính Chúa Ngài cho phép điều này xảy ra. Thì chúng ta sẽ vật lộn một cách vô ích khi chúng ta đối diện với vấn đề. Nếu là xử lý của Đức Chúa Trời, chúng ta đầu phục để Chúa Ngài làm xong công việc của Ngài. Nếu nó là nan đề do cá nhân của chúng ta tạo ra, ăn năn, xin Chúa Ngài tha thứ để chúng ta quay trở lại. Ngài thừa ơn, ân điển của Ngài đủ cho chúng ta để có thể phục hồi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Những nan đề thứ bảy, những nan đề kiểm tra đức tin của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Các lời của Đức Chúa Trời là thét luyện như Châm Ngôn chương 30 câu số 5. Các lời của Đức Chúa là lời trong sạch như bạc đã thét ở trong nồi giót bằng gốm, luyện đến 7 lần. Bạc được thợ bạc luyện lên đến 7 lần. Thì chúng ta biết rồi, mỗi lần nung cho nó chảy ra đó, thì là những cái ngoại chất, những cái chất dơ đó, nó nổi lên trên mặt và được người ta gạt đi. Và tiếp tục như vậy cho đến khi bạc đó nó được tinh rồng. Chúa Ngài cho phép xảy ra trong đời sống của chúng ta, để chuẩn bị cho chúng ta những ngày mà Chúa Ngài
muốn sử dụng trung tâm một cách lớn lao. Chúng ta còn nhớ cuộc đời của ông Joseph. Ông có những cái giấc chiêm bao về tương lai của ông mà Chúa ngày cho ông. Các anh rồi một ngày sẽ cúi xuống trước ông để ra mắt ông. Luôn cả cha mẹ. Các vì sao của các anh và luôn cả mặt trời, mặt trăng đều cũng phải cúi xuống để ra mắt ông. Ông chia sẻ những điều đó cho các anh của mình rồi sau này cho cha của mình. Thì bị rầy, bị ghét. Và đây là điều mà chúng ta thấy ông Joseph đã trải qua những cái ngày hết sức là khó khăn, thử thách. Và cuối cùng thì việc nó xảy ra đúng như vậy. Như là ông đã chịu tôi luyện đến 7 lần. Thì Chúa Ngài cho phép những việc đó xảy ra để nhằm mục đích. Và Joseph được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao để qua đêm từ một người tù ở trong nhà tù và được đưa lên vị trí để làm nhân vật thứ hai hay là thủ tướng của đế quốc Ai Cập trong lúc bây giờ. Đức Trời hứa và lập ông làm một vị quan. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trải qua những cái ngày hết sức là khó khăn. Một thời gian rất lâu. Từ cái chỗ người con cưng ở trong nhà, bây giờ bị các anh bán để người ta, những thương lái đem ông qua tới xứ Ai Cập để tại đó bị bán làm nô lệ. Được mua về, lo công việc ở trong nhà của Phô-ti-pha. Rồi bị vợ của Phô-ti-pha cám dỗ và muốn ăn nằm với ông. Nhưng mà khi ông chống đối thì bị bà chụp mũ la làng. Cuối cùng ông bị bỏ tù một cách vô cớ. Những cái sự thử thách này Chúa Ngài cho phép xảy ra bởi vì Joseph luôn luôn có một tấm lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Tôi không thể phạm tội với Đức Chúa Trời vì cái sự cám dỗ này hay là cái việc này được. Ông giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài thấy và cho điểm ông là ông sẵn sàng để có thể trở nên người ở trong hình bóng của Đức Chúa Jesus Christ cứu dân tộc của mình. Ông đã cứu tuyển dân của Chúa Israel khi họ còn là những người con ở trong gia đình của Gia-cốp. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ thấy được cái gương hy sinh rất nhiều của Joseph để chúng ta được khích lệ. Rồi những con người khác chúng ta thấy bởi sự vâng lời Đức Chúa Trời, bởi sự phán bảo của Ngài mà họ đã đối diện với những cái sự thách thức, chế nhạo và đã hy sinh rất nhiều. Chúng ta nhớ ông Noe. Ông được Chúa Ngài phán bảo ông xây dựng một chiếc tàu mà xây ở trên triền núi nữa chứ anh chị em. Vì vậy ông bị mọi người chế giễu. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng chỉ có ông, ba người con trai, ông bà, ba người con trai và ba người con dâu, tổng cộng là 8 người cùng với các súc vật mà Chúa Ngài dắt đến để được bảo tồn sự sống ở trong chiếc tàu mà Chúa Ngài đã bảo ông xây dựng. Abraham, một con người khác. Chúng ta thấy bởi lời của Chúa dạy, ông sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Khi Chúa đổi tên của ông từ Abraham thành ra Abraham có nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Tôi hình dung khi ông, chắc không giống như người Việt Nam chúng ta phải nấu nồi chè để thông báo là mình được đổi tên. Nhưng mà ông, khi ông nói ông bây giờ xin mọi người đừng gọi tôi là Abraham nữa, nhưng mà hãy gọi tôi là Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Thì người ta có thể hỏi gì chứ, ông 99 tuổi rồi, con của ông ở đâu mà ông có thể làm cha của nhiều dân tộc được? Một đứa con cũng chưa có mà. Và chúng ta thấy rằng ông kiên nhẫn đối diện với những điều đó. Và cuối cùng năm ông 100 tuổi thì đứa con của lời hứa đã được sanh ra. Môi-se, một hình ảnh khác là chúng ta thấy. Ông được đặt tên là Môi-se có nghĩa là được cứu ra khỏi nước. Ông đã được dạy dỗ và ông có một cái sự nhận biết rằng Chúa Ngài sẽ sử dụng ông để cứu dân tộc của ông ra khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập. Nhưng mà khi ông thực thi cái công việc thì anh em của ông đã không nhận cái công việc của ông mà còn chế nhiễu ông nữa. Và khi ông biết rằng cái việc của mình vì binh vực một người Hebrew khác, ông đã giết một người Egypto thì ông đã bỏ chạy. Hình dung với tôi 40 năm ở trong sa mạc chăn dắt chiên cho cha vợ của mình. Môi-se chắc là nhiều lần ông hỏi Chúa ơi, cái sự kêu gọi của con ở đâu mà tại sao bây giờ con không dẫn dắt dân của Chúa mà đang dẫn một bầy chiên, là một cái loài thú mà nó không tự lo cho nó được, phải do sự chăm sóc của con luôn. 40 năm đó trải qua, tôi tin rằng ông đã đối diện với những điều xung đột trong nội tâm của ông gay gắt đến độ mà chúng ta thấy ông mất lửa, ông không còn sử dụng được những khả năng mà lời của Chúa trong công vụ chương 7 của 23 nói. Từ cái chỗ một người nói và việc làm đều có tài năng, ông trở nên một cái người trả lời với Chúa, Chúa ơi, con là một người nói lắp,
Con không phải là một người ăn nói giỏi. Trước đây ông, lời nói và việc làm của ông đều là có tài năng như công vụ chương 7 câu số 23. Nhưng mà điều nó đã đẩy ông đến cái chỗ là ông không còn có khả năng để nói nữa. Tôi có thể hình dung được điều này. Những cái thách thức và những cái ngày tháng ông ở trong công việc để chăn nuôi những con chiên này. Dần dần ông không còn nói và bày tỏ được cái ý của mình nữa. Vì cái sự tranh chiến nội tâm gay gắt xảy ra trong ông. Thì chúng ta có thời gian chúng ta học thêm những con người trong Kinh Thánh. Như David, như Nehemi, như Jeremy, như Giăng Baptist, như Phaolô. Tất cả đều trải qua cái tiến trình này trước khi được Chúa Ngài sử dụng trong ơn của Chúa. Chúng ta cần có thái độ như sứ đồ Phaolô nói ở trong Timôthê thứ 2 chương 2 câu 9 cho đến câu số 13. Vì tin lành đó mà ta chịu khổ đến nỗi bị trói như người phạm tội. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Vậy nên ta vì cớ những người được chọn mà chịu hết mọi sự, hầu cho họ cũng được cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ với sự vinh hiển đời đời. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài thì sẽ cùng sống lại với Ngài. Và nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Vì nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình. Phaolô biết ông trải qua những cái sự khó khăn, những thách thức, những sự bắt bớ và những lúc nguy hiểm như thế này là bởi vì những người cần được sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ, cũng như sự vinh hiển đời đời mà Chúa Ngài sẽ ban cho ông là vị sứ đồ của Chúa cho dân ngoại. Thì chúng ta thấy ở đây ông bằng lòng đối diện với những cái nỗi khổ, những cái sự khó khăn mà ông đã đối diện. Và cảm ơn Chúa, ông đã trải qua. Ông chia sẻ với chúng ta là nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì cũng sẽ đồng cùng Ngài đồng trị. Đây là một cái địa vị rất cao mà Chúa Ngài muốn cất nhắc chúng ta lên. Nhưng mà điều kiện là chúng ta phải chịu trải qua cái sự trui luyện này của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đi tiếp trong phần C, duy trì một thái độ đúng đắn. Khi chúng ta trải qua những sự khó khăn này, hãy có một thái độ đúng đắn ở trước mặt Chúa. Để biết rằng Chúa cho phép xảy ra, thì Ngài cũng sẽ là đấng thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể vượt qua được. Chúng ta cần nhận biết cánh tay của Đức Chúa Trời trong mọi sự thử thách. Để chúng ta an ninh và bằng lòng trong những giờ thử lửa, phó mình ở trong tay của Chúa, tin cậy Ngài hoàn toàn. Tránh thái độ, điều thứ hai là chớ có lầm bầm cùng với Đức Chúa Trời. Rất dễ để chúng ta trong những sự khó khăn để chúng ta lầm bầm. Nhưng mà xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta trong lúc hoạn nạn, khó khăn, thử thách, chúng ta đi đến một cái chỗ và chúng ta được nhắc nhở trong Galati chương 2 câu số 20. Mỗi con cái của Chúa nên thuộc lòng câu này. Tôi đã chịu đóng đinh và thập tự giá với đấng Christ. Mà nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà là Christ sống trong tôi. Những ngày tôi sống trong xác thịt là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đến mức độ Phaolô nhận biết được không, mình không còn sống vì mình nữa. Bởi vì mình đã chịu đóng đinh và thập tự giá với đấng Christ, mình đã chết đối với con người cũ của mình. À, bây giờ thì để cho đấng Christ có thể sống xuyên qua ông. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhận thấy ở đây sứ đồ Phaolô đã nhận biết được chương trình của Đức Chúa Trời. Ông không lầm bầm quán trách Chúa, nhưng mà ông để cho công việc của Chúa được trở nên còn trọn vẹn. Giết con người của bản ngã, của xác thịt của ông. Chịu đóng đinh kể, nó chịu đóng đinh và thập tự giá với Chúa. Hầu cho đấng Christ có thể bày tỏ sự sống của Ngài xuyên qua đời sống của ông. Mỗi ngày ông thức dậy thì chọn là mình chết với con người xác thịt và bước đi trong đức tin của con Đức Chúa Trời. Và nhờ đó mà chúng ta thấy Chúa đã sử dụng ông một cách lớn lao trong ơn của Chúa. Hãy xem năng đề như là cái công cụ để nó dẫn chúng ta đến với kế hoạch lớn lao mà Đức Chúa Trời Ngài muốn sử dụng chúng ta. Như Cô-rinh-tô thứ 2 chương 10 câu 10, vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Nhớ sự hoạn nạn nhẹ và tạm. Vì có một Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài cho phép những điều này xảy ra. Ngài đang cho chúng ta đi qua những kỳ thi là bởi vì Ngài muốn cất nhắc và sử dụng chúng ta một cách lớn lao, cũng như sẽ đồng ngồi cai trị với Đấng Christ. Và chúng ta có thể bởi đức tin mà nói với Chúa rằng là Chúa, con phó mình ở trong tay của Ngài. Con nhờ cậy Chúa hoàn toàn. Xin làm xong công việc của Ngài, để rồi con có thể được Chúa Ngài cất nhắc, sử dụng đại dụng và tận dụng cuộc đời của con cho sự vinh hiển của Chúa. Cảm ơn Chúa. Để tóm tắt anh chị em, sự trưởng thành và sự huấn luyện là điều đi chung với nhau. Chúng ta phải trải qua ở trong cuộc đời của mình những cái sự thử thách huấn luyện của Chúa. Đức Chúa Trời hành động qua chúng ta. Ngài chỉ có thể hành động qua chúng ta khi chúng ta không... Người Mỹ dùng cái hình ảnh là chúng ta
không có get in the way, chúng ta không có ngăn chặn công việc của Chúa vì xác thịt của mình. Nhưng mà kể như nó đã chết, đóng đinh nó vào trong thập tự giá với Chúa và nhường đời sống của mình cho sự dẫn dắt của Chúa một cách trọn vẹn. Và cuối cùng là chúng ta nhớ rằng chúng ta cần phải vượt qua được những thử nghiệm trước khi chúng ta được Chúa sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Anh chị em yêu dấu, Cơ Đốc giáo dựa trên những điều phước hạnh này, xin Chúa Ngài cho chúng ta có sự kiên nhẫn, kiên trì ở trong những lúc chúng ta trải qua những thử nghiệm về tương lai trước mặt mình. Một điều mà tôi nhắc nhở chính mình luôn về gương của Chúa Giêsu. Ngài vì niềm vui đặt ở trước mặt mình, khinh điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá. Vì Ngài thấy chúng ta sẽ được cứu, nhân loại sẽ được cứu, được làm con cái của Ngài, được phục hồi. Chúa Giêsu bằng lòng trải qua tất cả điều đó, khinh điều sỉ nhục, chịu lấy thập tự giá để Ngài cứu chúng ta. Gia tộc của chúng ta, dân tộc của chúng ta sẽ được cứu khi Đức Chúa Trời Ngài tìm thấy những con người chịu qua những thử nghiệm, đi đến chỗ không còn sống cho chính mình nữa, nhận biết mình yếu đuối, không có gì trừ trường hợp quyền năng của Chúa thể hiện xuyên qua cuộc đời của mình và nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát hoàn toàn. Yêu Chúa bằng hết cả tấm lòng của mình để Chúa có thể sử dụng và muôn người sẽ được phước xuyên qua đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Tôi cầu nguyện những điều này sẽ dâm thấm ở trong chúng ta để chuẩn bị chúng ta cho những ngày lớn mà Chúa sẽ sử dụng chúng ta. Vì trong ngày Chúa làm những việc lớn của Ngài thì dân của Chúa sẽ tình nguyện hiến thân để đến với Ngài hầu cho Chúa có thể sử dụng chúng ta một cách lớn lao cho công việc của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho tôi được cầu nguyện cho anh chị em trước khi chúng ta tạm ngừng buổi nhóm của chúng ta. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa Ngài đã đặt để lời của Ngài để chúng con có thể học trong buổi tối hôm nay. Cảm ơn Chúa vì những lúc chúng con không hiểu, trời ơi, như có thể rơi từ trên cao xuống, như con chim ưng con đến tuổi trưởng thành nhưng chưa biết bay. Chúa Ngài đã dẫn ổ của mình rồi chở chúng con trên chéo cánh của Chúa. Cảm ơn Chúa vì ý định tốt lành của Ngài. Xin cho hết thảy chúng con, những người đang học lời của Chúa trong buổi học Kinh Thánh này, và các anh chị em chúng con, những người sẽ nghe bài học này ở trong những ngày sắp đến, Chúa cho hết thảy chúng con hiểu được tấm lòng của Chúa, kế hoạch của Ngài, để chúng con sẽ giữ một thái độ vững vàng khi chúng con đối diện với những sự thử lửa, vì biết rằng Chúa Ngài muốn lấy đi những rơm trấu là những thứ lẫn lộn ở trong cuộc đời của chúng con. Ngài muốn tuyển chọn những hộp lúa chắc để đem vào trong kho của Ngài. Xin giúp đỡ để hết thảy chúng con sẽ thưa với Chúa rằng xin việc xảy ra cho tôi tớ của Chúa theo như điều Ngài phán. Chúng con hỏi khen Ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa và sẵn sàng phó mình vào trong tay của Ngài, hầu cho Chúa có thể sử dụng chúng ta cho vinh quang của Ngài. Chúc bình an, hẹn gặp lại anh chị em trong những lần học kế tiếp của chúng ta. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.